Bữa nay quá dữ rồi, đi có 250 đấy các bạn. Một phiên bản đó là công nghiệp, và cũng giống như là một phiên bản công suất lớn với động cơ đó là 15 HP. Bên gì thì hiện tại nếu mà những cái dòng lớn thì bên gì sẽ gấp motor 7 Nhật nè, để cho nó cái sức bền vật liệu nó cũng cao. Và một cái chân bệ cực kỳ chắc chắn, làm inox 304 full dày. Các bạn thấy nào? Và đây là một cái đầu bơm đó là 250. Và từ 250 đến 300 thì bên Duy sẽ làm đó là cái lúp B bằng inox như này. Đây là một cái quả lúp B mà bên Duy thiết kế ra. Thì các bạn thấy nè, lúp B full dày luôn. Và mọi chi tiết của bộ 250 này. Đây là dòng là 250 nha các bạn. Và sẽ có những cái phiên bản lớn, ví dụ như là từ 250 nè, rồi 200 nè, hoặc là những cái phiên bản lớn hơn. Đây là phiên bản 250 vì thiết kế bộ cánh nè cực kỳ ổn định nha. Và khi chúng ta thiết kế thì chúng ta sẽ đi ra một cái coi như này. Và cái tầm hút của thằng này thì tầm cả 4-8 mét vẫn chơi được nha các bạn. Cái ao mình sâu 4 mét không phải vấn đề như thế này. Và đây là một trong những dòng mà bên Duy phục vụ công nghiệp và được bà con rất là yêu thích. Hôm nay thì về phiên bản, những phiên bản L này là 4 cái nha anh chị, để cho phục vụ bà con. Có cần chi tiết không thì từng dòng thì chúng ta cứ cần. Và tất cả những phiên bản làm inox 304 hết nha anh chị. Khi chúng ta sử dụng nước mặn, những cái farm mặn cao thì cũng vẫn sẽ là ok. Có cần chi tiết hơn thì cứ điện cho Duy để Duy phục vụ các bạn tốt hơn. Rất là cảm ơn quý bà con luôn đồng hành cùng thị sản Duy, là một những đơn vị cung ứng về thuốc men, đồ nghề, thủy sản, nông nghiệp, giao hàng toàn quốc miễn ship. Xin chào, hẹn gặp lại, xin cảm ơn rất nhiều.